Hello, xin chào các bạn nhé. Hiện tại là mình đang ở trên cái bản Na Giang. Đây là một cái bản rất là xa. Ở đây không có điện và không có sóng luôn các bạn. Đây, dưới chân mình đây là một cái điểm trường. Đây có mấy hộ bên này này. Đây mình sẽ qua cho các bạn xem có mấy hộ. Đây, mấy hộ gia đình ở đây. Chủ yếu người đây toàn là dân tộc Mông các bạn ạ. Đấy, hôm nay trời rất là nắng rồi. Đấy, trời rất là nắng. Xem mấy hộ này nó đang làm cái gì đây. Đấy, lợn ở đây người ta không nhốt mấy, vẫn còn thả. Đây, một cái nhà mới vừa mới được dựng này. Còn mấy con lợn thả rông rất là ngon các bạn. Hả? Mua chị dậy đi chưa về chứ? Chị một mình đây à? Đây các bạn, đây là bản, một cái bản, một cái bản có bao nhiêu hộ nhỉ? Có 40 nhớ ná là 47 hộ sao các bạn ạ. Đây toàn dân tộc Mông đang ở tít ở trong rừng này, này. Đấy. Sẽ đi lòng vòng đây cho các bạn xem. Cái nhà bên này có mấy cảnh đào sao ấy. Đây nhà này có mấy cành đào. Có mấy cành đào hay cành mận nữa. Cái đào hay cành mận. Đây có mấy chị em phụ nữ đang đi chơi. Đứa này không đi học mầm non sao? Đây mấy cây chắc là cây đào các bạn ạ. Đấy, cái cảnh này khá là đẹp đấy nhưng mà hơi đen. Đấy. Cái bàn này. Ồ, có một cái bàn. Bàn gốc cây. Bàn gốc cây khá là đẹp đấy. Pơ mu á. Cái này pơ mu các bạn ạ. Pơ mu á. Đây cái vườn này chắc là đào đây. Cành đào này hơi bị đen. Không được đẹp mấy. Mấy đứa trẻ con này đang nghịch nước đi. Đấy. Ngực nước đi học. Ơ đồ. Mẹ nói gì hả? Mẹ chỉ một cảnh đó đâu. Hả? Mẹ chỉ tạo mượn ở ta. Mẹ tới lập bây giờ xong hả?
Không cần sông Tàu Tàu chứ. Đây có mẹ ba đang thổi khèn. Đấy, ba đang thổi khèn rất là hay các bạn. Mấy cái chuồng gà này. Đây những cái ngôi nhà đây này. Những cái ngôi nhà ra bằng tấm ván. Đây những bạn này thổi khèn rất là hay này. Đây là rất nhiều củi đây. Cái chè á? Dạ. Chưa? Dạ. Đây có con lợn này này các bạn. Lợn này rất là ngon các bạn nhá. Đây lợn này nuôi nửa năm đấy. Người ta ở đây người ta nuôi lợn, người ta chủ yếu là thả rông các bạn. Nuôi lợn chủ yếu là thả rông nên là thịt rất là chắc, thơm luôn. Đây, những ngôi nhà bằng bằng cái tấm mái này này các bạn, tấm mái bằng gỗ này. Đấy, chưa làm một tấm lập nhá. Đây hiếm, bây giờ hiếm khi nhìn thấy những ngôi nhà như thế này lắm. Dạ. Yeah. Hả? Là chỗ anh xí ra. Khả mê nó mua cho cổ như đĩa thì chỉ mua làm gì à? Khá tệ kháng nhưng bao giờ cho con ở như nha. Đây phía bên trên này là toàn rừng nữa các bạn ạ. Đấy, trên này toàn rừng. Toàn rừng, khu này toàn rừng này. Xong đi vào bên này cũng là rừng già các bạn nhé. Để nhìn thấy một cái đỉnh đồi trên kia kìa. Đây, trên kia mình chưa đến thì chả biết nữa có cao lắm không, nhưng mà đứng đây nhìn rất là lo, do cái đỉnh kia rất là cao luôn. Đây. Đây, ngôi nhà mái bằng tấm gỗ. Bác nó đang thổi khèn rất là hay. Đấy. Đấy, ở dưới này là mấy mảnh ruộng các bạn ạ. Dưới này mấy mảnh ruộng. Ruộng ở đây người ta ngày xưa người ta nuôi, người ta thả, chỉ là thả cá thôi, trồng cây lúa thì không được tốt lắm các bạn. Trồng cây lúa thì không được mùa, không chín ấy, trồng lúa không chín. Nhưng mà bây giờ thì hình như là đang nóng lên thì trồng cũng được, nhưng mà năng suất không được cao. Đây, hai đứa trẻ con thì đang nghỉ nước đây. Chuẩn bị vào mùa đông, ở trên này cũng rất là lạnh nhá. Đây là cái gì đây? Cái tổ ong à? Đây như cái tổ ong sao các bạn? Ô con gà. Nuôi cả con gà. Gà rừng hay gà gì? Gà rừng hay là gà tre nhỉ? Gà rừng hay sao các bạn? Rất hay ấy. Cái nhà đây này. Đấy, có mấy cái nhà bên kia nữa. Toàn xung quanh là mấy chóp đồi các bạn. Đây, mấy chóp đồi. Bây giờ người ta có cái tấm lập, người ta làm mái nhà nên là
như cái tấm gỗ kia là người ta mang ra rào vườn hết. Vẫn còn một ít nhà người ta lập mái bằng cái tấm gỗ này thôi. Đây này, ví dụ như cái nhà này ngày phía trên người ta lập mái bằng tấm lập, nhưng mà bên này người ta lập bằng cái mái cái tấm ván ấy. Cái tấm ván này là ván gỗ gỗ cây bách tán Đài Loan nha các bạn. Thì ngày xưa có các cụ trẻ ra làm như cái tấm mái này. Cây bách tán Đài Loan thì trẻ thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rất là bền, được lâu lắm. Đây, đằng sau mình ấy, đằng sau mình là một cái điểm trường của cái bản này nhá. Bây giờ đang là giờ ra chơi này. Cô giáo đang dạy cho các em tập thể dục. Đấy. Các cháu ở đây mầm non, còn tiểu học là chuyển xuống trung tâm xã học hết nữa các bạn nhá. Đằng sau mình là các cháu đang tập thể dục giữa giờ. Cái bản này cách trung tâm xã học 20 cây các bạn ạ. 20 cây này là không có điện, không có sóng điện thoại. Đấy, tách biệt luôn ở trong rừng này. Cô giáo lên trên này, cô giáo phải ngủ cả một tuần ở trên này nhé. Là một cái sân bóng này các bạn. Đây, tại gió rất là to, gió to. Đây mình đang nhìn thấy một cái nhà thứ hai còn mái bằng cái tấm gỗ kia nữa này. Đấy, cái nhà này cái mái 100% là cái tấm gỗ này. Nhìn đẹp chưa các bạn? Nhưng mà cái mái này hơi dốc. Đây, cái mái này, mái thứ hai, cái mái nhà thứ hai. Nhà này người ta làm ma khô nên là rất là đang là đông, rất là đông vui đây. Dạ. Tức à? Hả? Là tôi trả ra. Tôi đặt của nó đó. Dạ. Dạ. Chúng mới đai cho nó giật tôi cho này. Tôi cho này. Ồ. Ồ dạ. Chú là để cho. À. Dạ. Đó đi thôi. À. Bây giờ vô đây. Ồ. Đi khó bấy gì, khó bấy gì thôi. Trời ơi. Ai có lúc hỏi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đây thì nhà mình rất là đông, chúng ta đang làm mạc khô này, rất là đông luôn các bạn. Đây là cái chuồng chuồng dê sang các bạn, mái bằng tấm này. Đây hình như hộ nào cũng nuôi lợn, hộ nào cũng nuôi lợn thả vườn hết, không có hộ nào nhốt. Ôi giời, có con lợn to chưa các bạn? Đây. Thả rong còn rất là khá là béo đấy. Đây, nhà này nhà ông trưởng thôn.
Đấy, có nhiều phong lan chưa? Rất nhiều phong lan. Mình sẽ đi vào trong ngõ. Để mình đi vào trong này ngõ xem. Sợ con chó thôi. Không biết bắt cái con nhà không? Nhưng mà xem phong lan nhà bác. Đây, rất nhiều phong lan. Con này trồng hơn nhiều phong lan. Như cái phong lan này mình cũng quay một lượt cho các bạn xem ra. Đây. Các bạn khá là tròn. Đây là cây phong lan. Phong lan đấy các bạn. Bác này thường xuyên đi vào rừng này, bác này lấy về trồng. Mùa này đang bị khô nên là đây. Nhiều chưa? Đây mấy cây này, mấy cây phong lan trúc. Có các cây đào đây. Cây đào này hoa hết. Cây này là cây mận đấy các bạn. Đây, cây này cây mận. Đây, giới thiệu các bạn cái này là ngày xưa không có bao tải, người ta đan cái này để đứng thóc các bạn. Lấy đứng thóc phổ thông mình không biết tiếng gọi là gì đâu, nhưng mà dân tộc nó là cái phớ. Đấy, cái phớ để đứng thóc các bạn. Thóc người ta đứng đầy thế này. Nhưng mà bây giờ có bao tải, có những cái bao tải người ta đa phần là đứng cái bao tải hết rồi. Đấy. Đây, những cái tấm ván này, đẹp chưa?